Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trung tâm sách nói Phật giáo Pháp Âm Vĩnh Nghiêm, Chùa Long Hưng, Đông Anh, Hà Nội xin giới thiệu đến quý vị lời cầu nguyện tài lộc đầu năm. Đức Phật Từ Bi Vĩ Đại, cầu Ngài gia hộ cho con có cuộc đời giàu có. Trong xã hội ngày nay, kinh tế đóng vai trò rất quan trọng. Nếu như con không giàu có về tiền bạc thì cuộc sống của con sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Muốn phát tâm làm một chút việc tốt, con cũng cần phải có một số tiền. Nếu không có củi, gạo, dầu, muối, cuộc sống của gia đình con sẽ thiếu thốn bữa cháo, bữa rau. Hay như khi con muốn phát tâm tu học Phật Pháp thì cũng cần phải có chút ít tư lương. Bởi vậy, cuộc sống không thể thiếu vật chất. Đức Phật Từ Bi Vĩ Đại, con không phải tham cầu, ham muốn, mà con chỉ mong có một cuộc sống yên bình. Đức Phật Từ Bi Vĩ Đại, con chỉ cầu Ngài cho con 7 sự giàu có. 1. Xin cho con thân thể khỏe mạnh. 2. Xin cho con có tấm lòng từ bi. 3. Xin cho con có trí não thông minh. 4. Xin cho con có đức hạnh cần kiệm. 5. Xin cho con có lòng khoan dung độ lượng. 6. Xin cho con có trí tuệ từ nội tâm. 7. Xin cho con có nhân duyên lành với tất cả mọi người. Đức Phật Từ Bi Vĩ Đại, con hy vọng có được sự giàu có không phải là giàu của cải thông thường, mà là giàu khí chất, giàu lòng từ bi. Không phải giàu có là nhà to, biệt thự lớn, mà là có một căn nhà cư ngụ an toàn. Không phải giàu có để mua quan cao chức trọng, mà con mong muốn được kết duyên lành sâu rộng với mọi người. Không phải giàu có để nuôi dưỡng sắc thân, mà để lo lắng cho cuộc sống của gia đình con được chu toàn, yên ổn. Đức Phật Từ Bi Vĩ Đại, con hy vọng người nhiệt tâm sẽ giàu có duyên lành, người chăm chỉ được giàu có uy tín, người có tấm lòng hỷ xả sẽ giàu có tình bạn, người có chính kiến sẽ giàu có chân lý. Đức Phật Từ Bi Vĩ Đại, con sẽ lấy sự giàu có để hiếu thảo với cha mẹ của con, để giúp cho những thầy cô giáo về hưu có được nơi an dưỡng. Con sẽ lấy sự giàu có để cúng dường Tam Bảo, khiến cho Phật giáo phát triển và trường tồn. Con sẽ lấy sự giàu có để nuôi dưỡng vợ con của con, dạy cho họ biết làm phúc để tăng trưởng thiện nghiệp. Con sẽ lấy sự giàu có từ việc làm chân chính để tạo phúc đức cho bản thân, gia đình và xã hội, quốc gia. Con sẽ lấy sự giàu có để đầu tư vào lợi ích công, đem lại lợi ích của toàn thể nhân loại. Đức Phật Từ Bi Vĩ Đại, con biết rằng một xu, một hào cũng không dễ dàng mà có được. Từng sợi tơ, sợi chỉ muốn kiếm được cũng rất gian nan. Đức Phật Từ Bi Vĩ Đại, xin Ngài gia hộ cho con biết sử dụng đồng tiền một cách thông minh, làm một người tạo ra sự giàu có, sung túc cho thế giới, để cho tất cả chúng sinh đều được cộng hưởng. Đức Phật Từ Bi Vĩ Đại, xin Ngài tiếp nhận lời cầu nguyện chí thành của con. Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe lời cầu nguyện tài lộc đầu năm, nằm trong tác phẩm Lời Cầu Nguyện Phật Quang của tác giả Hòa Thượng Tinh Vân, Việt dịch Vạn Lợi Trung Hạnh, do Phật tử Đức Quang diễn đọc.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý vị được chư Phật, Bồ Tát gia hộ thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. Và hãy đăng ký theo dõi kênh để đón nghe những chương trình tiếp theo của Pháp Âm Vĩnh Nghiêm.